các quan chức của Việt Nam và Đức đang thương lượng việc trả lại Trịnh Xuân Thành, người mà Berlin nói bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi năm ngoái, trong bối cảnh Hà Nội muốn đạt được một hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu. Nhật báo TASS của Đức cho biết, quan chức chính phủ Việt Nam gặp quan chức của Đức tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Berlin hôm 1 tháng 11, bàn thảo việc trả lại Đức cựu quan chức ngành dầu khí Việt Nam đã bị Hà Nội kết hai án chung thân hồi đầu năm nay. Nhật báo quốc gia duy nhất của Đức nói họ biết tin về cuộc đàm phán từ giới thân cận với Bộ Ngoại giao Việt Nam và rằng cuộc thương lượng được thực hiện theo lời mời của chính phủ Đức. Tháng 9 năm ngoái, Đức tuyên bố tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi tố cáo Hà Nội bắt cóc ông Thanh tại Berlin ngày 23 tháng 7, 2017. Nhưng Hà Nội nói rằng ông Thanh tự về đầu thú. Trước khi bị bắt cóc, ông Thanh xin tị nạn tại Đức. Ông hiện thi hành án chung thân tại Việt Nam về tội danh tham ô và quản lý kém gây thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng trong thời gian làm chủ tịch PVC, một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Rõ ràng là vòng quay của bánh xe lịch sử đã cố ý chơi khăm chính thể độc đảng ở Việt Nam và những kẻ bắt cóc. Chẳng một năm sau thời điểm, chính phủ Đức tuyên bố tạm mừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam bởi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Một quốc gia khác nằm trong khối Liên minh châu Âu là Slovakia còn trừng phạt mạnh tay hơn cả thế tạm ngừng quan hệ với Việt Nam. Quan hệ song phương Việt Nam Slovakia sẽ bị đóng băng cho đến khi Slovakia nhận được lời giải thích khả tín từ Hà Nội về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia Boris Kendo nói với hãng thông tấn nhà nước TASS hôm 19 tháng 10, trong một phản ứng trước lời kêu gọi của Đảng Tự do và Đoàn kết đối lập SAS đòi phải trục xuất đại sứ Việt Nam. Điều chơi trêu là nếu có thời, Đức còn bị giới quan chức Việt Nam xem là tư bản phương Tây và theo đuổi Mỹ thì Slovakia lại luôn được Hà Nội khen tặng danh hiệu đối tác thân thiện hoặc đối tác tin cậy của Việt Nam. Trong đó hàm ý nguồn gốc xuất thân của Slovakia từ khối các nước xã hội chủ nghĩa anh em, tức tiệp khắc ở Đông Âu, trước khi liên xô chính thức tàn giã vào năm 1990. Nhưng bước sang thế kỷ 21, và vào lúc này đây, ngay cả quá khứ được xem là khăng khít về ý thức hệ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Bạn sẽ nghĩ sao nếu bạn bị một kẻ nào đó lợi dụng bạn để lần lút giấu một nạn nhân bị bắt cóc ngay trong nhà bạn? Chính phủ và cả thể diện quốc gia Slovakia đã trở thành nạn nhân thứ hai, bị lợi dụng như thế. Chính sự thật khó tưởng tượng đó, nhưng từ đầu tháng 8 năm 2018 đến nay, đã được các cơ quan cảnh sát và công tố của Slovakia phối hợp với Đức tìm ra nhiều bằng chứng về vụ vận chuyển Trịnh Xuân Thanh qua sân bay Bratislava của Slovakia vào tháng 7 năm 2017 để khiến Quốc hội Slovakia thực sự công phẫn và lên án, gây áp lực đủ mạnh đối với chính phủ của Thủ tướng Peter Pellegrini để phải có những biện pháp ngoại giao đủ nghiêm khắc đối với những kẻ bắt cóc. Cho dù vào tháng 5 năm 2018, ông Peter Pellegrini còn lắc đầu với báo chí quốc tế trước câu hỏi Slovakia có dình lưu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành hay không. Nhưng sau 2 tháng điều tra của cảnh sát và công tố Slovakia, đến đầu tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Peter Pellegrini đã lần đầu tiên tuyên bố Việt Nam sẽ nhận lãnh các hậu quả về ngoại giao do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành gây ra. Thủ tướng Pellegrini tuyên bố, Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, nếu thật sự Slovakia đã bị lợi dụng và phái đoàn Việt Nam đã lạm dụng một chuyến thăm để đưa một công dân của mình từ Slovakia ra khỏi khu vực Schengen, ra ngoài khối Liên minh châu Âu thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng mà Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia đã thông báo. Và chúng tôi sẽ phản ứng rất mạnh đối với Việt Nam bởi vì không thể tưởng tượng được rằng một quốc gia ngoài Liên minh châu Âu có thể thực hiện các hoạt động như vậy tại một nước thành viên của EU, một nước thành viên của khối NATO. Nhưng với hàng triệu người đang hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp là nạn nhân của một chế độ Việt Nam dung dưỡng cho nạn tham nhũng kinh hoàng từ trên xuống dưới và đàn áp hầu hết tiếng nói và hành động phản ứng về tình trạng bất công ấy. Và đặc biệt là với hàng trăm người hoạt động nhân quyền mà mỗi người đã phải chịu cảnh bị công an mặc thường phục bắt cóc ít ra vài ba lần, chẳng có gì là khó tưởng tượng. Bộ trưởng Tô Lâm là người đầu tiên bước lên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia, tiếp theo là các thành viên của phái đoàn Việt Nam, tất cả 12 người, Trịnh Xuân Thanh là người cuối cùng được đưa lên máy bay, rõ ràng là ông ta bị thương, trông có vẻ đỡ đẫn và được hai mật vụ Việt Nam sốc nách hai bên dìu đi. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức mô tả như thế trong một bài báo tường thuật vào ngày 3 tháng 8 năm 2018. Đó là một phát giác mới. Chính cựu Bộ trưởng Đội vụ Slovakia Robert Kalinak đã giúp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Trong khi đó, vụ tòa án Thượng thẩm Berlin ở Đức đưa ra sự vụ án Nguyễn Hải Long, tham gia vào đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thành, đã làm dày hẳn hồ sơ chứng cứ của vụ này. Để được hưởng mức án giảm nhẹ, chỉ còn 3 năm 10 tháng tù giam, Nguyễn Hải Long đã khai sạch toàn bộ các đạo diễn và diễn viên Việt Nam tham gia tổ chức và thực hiện vụ bắt cóc Thành tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Nhưng cũng như người Đức Chính phủ và Bộ Ngoại giao Slovakia đã khá kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ Bộ Chính trị và Chính phủ Việt Nam về vụ tô lâm làm bình phong cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Song từ tháng 5 đến cuối tháng 7 năm 2018, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia là Dương Trọng Minh đã chỉ muốn mực. Trịnh Xuân Thành chưa bao giờ có mặt tại Slovakia. Lối thanh minh được quy chiếu bởi phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam về việc Trịnh Xuân Thành tự nguyện về nước đầu thú. Đến lúc đó, Slovakia bắt đầu mất dần kiên nhẫn sau khi báo chí Đức và Slovakia tung loạt bài điều tra về thực chất Trịnh Xuân Thành đã bị vận chuyển qua sân bay Bratislava. Đến tháng 9 năm 2018, Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajak đã tuyên bố không bổ nhiệm đại diện ngoại giao của Slovakia tại Hà Nội, hành động phản ứng cứng rắn đầu tiên và làm tiền đề cho hậu quả tạm ngừng quan hệ với Việt Nam sẽ xảy ra chỉ một tháng sau đó. Còn sau khi Ngoại trưởng Miroslav Lajak một lần nữa hối thúc Việt Nam phải trả lời vụ Trịnh Xuân Thanh trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York vào cuối tháng 9 năm 2018. Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Slovakia hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam sau cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ở New York gần đây, theo lời phát ngôn viên Kendall của Slovakia. Tờ Thás dẫn lời ông Gandon nói, Slovakia là một quốc gia nghiêm túc và sẽ có hành động ngoại giao nghiêm khắc đối với Việt Nam ngay khi những nghi ngờ nghiêm trọng mà Việt Nam đang đối mặt được xác nhận đầy đủ và chính thức đã có một điểm tương đồng đặc biệt trong cơn địa chấn mang tên Trịnh Xuân Thành. Cả hai cơ quan cảnh sát Đức và Slovakia đều tạm kết thúc giai đoạn đầu tiên về vụ bắt cóc chị Xuân Thành trong vòng khoảng 2 tháng, tuy khác nhau về thời gian. Với người Đức là từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2017, còn với Slovakia là từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018. Sau 2 tháng điều tra, Viện Công tố Slovakia đã ra quyết định bắt đầu tiến hành truy tố hình sự về vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen hai cảnh sát hộ tống phái đoàn công an cấp cao do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu đã khai với cơ quan điều tra Slovakia rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông Việt Nam, có lẽ là chị Xuân Thành, bị kéo lết lên chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Quyết định bắt đầu tiến hành truy tố hình sự về vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa chị Xuân Thành ra khỏi khu vực Schengen của Viện Công tố Slovakia cho thấy vụ chị Xuân Thành đã không thể chìm xuồng ở Slovakia theo cách mà giới chấp bù Việt Nam hết sức mong muốn một số thông tin cho biết trước đó đã có những vận động từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam và cả những hứa hẹn sẽ tạo môi trường thuận lợi về đầu tư và thương mại ở Việt Nam cho Slovakia, nhưng đã không được chính phủ của Thủ tướng Peter Pellegrini hồi đáp. Quyết định khởi tố vụ án Trịnh Xuân Thanh của Viện Công tố Slovakia cũng cho thấy quan điểm của những lãnh đạo cấp cao nước này là lãnh lẽo và cứng rắn hơn nhiều so với những gì thể hiện trước đó với giới chốc bu Việt Nam, và chiều hướng của ngành tư pháp Slovakia là rất có thể sẽ dẫn tới một phiên tòa lớn để xét xử những quan chức Slovakia dính lưu đến vụ tiếp tay cho bắt cóc, theo cách mà Tòa án Thượng thẩm Berlin vào tháng 4 năm 2018 đã mở phiên tòa xử Nguyễn Hải Long. Những giả thiết về kịch bản chế tài ngoại giao của Slovakia đối với Việt Nam như hạ cấp ngoại giao, triệu hồi đại sứ Slovakia về nước, hiện tại chỉ là đại biện lâm thời và tuyên bố trục xuất đại sứ của Việt Nam tại Slovakia về nước, tái ra là không xa sự thật nhưng với tuyên bố tạm ngừng quan hệ với việt nam slovakia còn trừng phạt nặng nề hơn cả thế sự kiên nhẫn đã chạm vào giới hạn cuối cùng của nó sự thể cay đắng và quá bì mặt đối với giới chức bu việt nam là động tác trừng phạt của slovakia lại xảy ra đúng vào thời gian việt nam đang rất kỳ vọng rằng evfta hiệp định thương mại tự do việt nam châu âu sẽ được hội đồng châu âu chấp thuận cho ủy ban châu âu chính thức ký kết vào cuối năm nay nhưng với tốc độ lan truyền chóng mặt của cơn địa chấn mang tên trịnh xuân thành từ đức sang slovakia và lan ra cả pháp ba lan nga chẳng có gì chắc chắn là nghị viện châu âu mà các nghị viện đức pháp slovakia ba lan đều là những thành viên sẽ dễ dàng phê chuẩn evfta cho dù hiệp định này có được ký chẳng nữa